Tiếp nối truyền thống một nắm khi đói bằng một gói khi no, sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 28 tháng 7 năm Nhâm Dần, Hội từ thiện chùa Phổ Minh, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang do Thượng tọa Thích Minh Tiến, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Phổ Minh làm trưởng đoàn để đến trao quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn ở 3 điểm thuộc huyện Hòn Đất gồm chùa Hòn Sóc, chùa Hòn Me, xã Thổ Sơn, tỉnh xá Mỹ Liên, xã Mỹ Lâm. Tiếp đón đoàn tại các điểm đến có Hòa thượng Thái Nam trụ trì chùa Hòn Sóc, Thượng tọa Thích Minh Tuấn trụ trì tỉnh xá Mỹ Liên. Tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Minh Tiến ân cần hỏi thăm sức khỏe đến bà con, mong bà con nhận được những phần quà này trang trải phần nào trong cuộc sống của mình để phấn đấu phát triển hơn. Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến chư tôn đức trụ trì đã làm cầu nối, tạo điều kiện cho đoàn đến tận nơi trao quà cho bà con. Cuối lời, Thượng tọa chúc sức khỏe đến bà con, chúc bà con có một mùa Vu Lan thật ý nghĩa và ấm áp. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn được dồi dào sức khỏe. Hòa thượng Thái Nam gửi lời tri ân đến Hội từ thiện nói chung và Thượng tọa Thích Minh Tiến nói riêng đã quan tâm đến bà con đồng bào Khmer, những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cầu mong Đức Phật gia hộ cho quý vị được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Được biết, trong chuyến trao quà lần này, đạo tràng chùa Phổ Minh đã trao tặng 600 phần quà đến tay bà con. Mỗi phần quà bao gồm gạo, mì và một số nhu yếu phẩm, tổng trị giá trên 180 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Hội từ thiện chùa Phổ Minh để chia sẻ tấm lòng của người con Phật đến tay những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn.